này trong thoáng giây lòng chợt lắng theo trời mây, vầng dương đã nghiêng hướng tây đang soi về phía trời đông, là luôn thấy như có ai từ phương ấy đang về đây mà tham bái được thính ca chốn ta bà ngàn năm qua. Chiều nay núi rừng khoe màu tươi hơn lúc nào, vì rằng đâu đây đang ấm mặt ngài diêu ấu, hình dung đến ngài vì diều thay thân sẵn ngài, với bao công hành trang nghiêm ngài. Thời ông vừa muôn kiếm xa, diều ông đã đem lời ca mà xương tám Phật thế tôn, khiến muôn loài khởi thiền tâm. Lời ca ấy cho đến nay còn vang mãi sang vì la, để ta thấy trong gió bay âm thanh ngài chiều hôm nay. Đọc để chúng ta hiểu và chúng ta tu theo lời dạy của Đức Phật. Tại vì Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại là phải hiểu nghĩa lý của kinh và đúng như pháp tu hành. Đó là cái lời dạy của Đức Phật trong kinh. Cho nên như vậy nữa, thì khi chúng ta đọc thì chúng ta cần phải suy nghĩ để hiểu cái nghĩa của kinh và ta theo đó ta tu. Thì ở trong cái quyển thứ bảy đó thì Đức Phật giới thiệu cho chúng ta bốn vị Bồ Tát mà chúng ta cần phải nương theo đó để tu. Thì khi mà đọc kỹ rồi thì chúng ta thấy bốn vị này là mỗi một vị nó có một cái hạnh riêng, và ta coi thử coi cái hoàn cảnh chúng ta tương ưng với cái hạnh của vị nào đó mà chúng ta để tâm chúng ta cầu nguyện. Mà khi chúng ta muốn cầu nguyện đó, thì cái việc á phải thấy được cái hạnh của các ngài, cái nguyện của các ngài. Tại vì giờ chúng ta muốn nhờ ai một cái việc gì đó thì chúng ta cũng phải biết á là cái người đó có thể làm được không, và cái người đó họ có muốn làm. Cho nên chúng ta cầu cái vị Bồ Tát nào đó thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được cái vị này có muốn làm không. Ta tới ta nhờ một cái người mà họ không có muốn làm thì chắc chắn là không có kết quả. Hay là bây giờ ta tới ta nhờ một cái người
mà họ không có khả năng đó thì cũng không đúng. Cho nên Đức Phật giới thiệu chúng ta bốn vị Bồ Tát này nữa, là mỗi một vị có một cái nguyện khác nhau và cũng có một cái hạnh khác nhau. Thì khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta mới coi thử coi cái vị Bồ Tát nào mà tương ưng với ta ở trong một cái khoảng thời gian nào, hay là ở trong cái hoàn cảnh nào đó mà nó tương ưng á, thì ta cầu ta thấy có kết quả. Còn nếu mà không tương ưng thì không kết quả. Tại vì trên cái bước đường tu nữa, các vị biết thêm là không phải lúc nào cũng giống lúc nào. Cuộc đời nó luôn luôn thay đổi, thì cái việc tu hành của chúng ta nó cũng luôn luôn thay đổi theo cái đổi thay của cuộc sống. Thì mỗi một lần thay đổi như vậy nữa thì chúng ta lại thấy nó tương ưng với một vị Bồ Tát khác. Cho nên ở trong này bốn vị mà ta thấy có hai vị mà ta khó gần đây. Hai vị đó là Bồ Tát Diệu Vương và Bồ Tát Diệu Âm. Cho nên ở thế giới Ta Bà này chúng ta thấy ít có ai mà thờ Bồ Tát Diệu Âm hay là thờ Bồ Tát Diệu Vương hết. Mặc dù đây cũng hai vị Bồ Tát lớn, nhưng mà như vậy đó thì hai cái vị Bồ Tát này đó là chúng ta chỉ học cái hạnh của các ngài là chính, chứ không phải là chúng ta cầu ngài. Tại vì ngài Dược Vương Bồ Tát đó, là cái hạ quyết tâm của ngài tu, tu để chứng được cái quả vô sanh. Ở đây Đức Phật nói rõ. Cho nên ngài thiêu thân cúng dường pháp đó, để thành tựu quả vô sanh. Tức là trong suốt cả một cái đời tu hành của ngài, hay là nhiều kiếp tu hành của ngài đó, là ngài hy sinh tất cả để đang chứng được quả vô sanh rồi. Thì như vậy đó, là Bồ Tát Dược Vương khi mà chứng được quả vô sanh thì thường thường ngài trụ ở trong cái quả này hơn. Cho nên ngài ít có xuất hiện trên thế giới ta. Do đó đó mà ta cầu Bồ Tát Dược Vương thì ta ít thấy có cảm ứng. Không biết ở đây các vị tu theo kinh Pháp Hoa thì có thấy như ý tôi nói hay không, nhưng mà riêng về tôi thì tôi có cảm giác này. Cho nên Bồ Tát Dược Vương thì ở trong cái thế giới vô sanh, mà ta thì ở trong cái thế giới sanh vị diệt. Cho nên hai cái thế giới này nó hoàn toàn khác nhau, do đó khó cảm, cho nên cũng khó ứng. Bao giờ mà ta đi vào trong cái thế giới vô sanh thì bây giờ ta mới thấy được Bồ Tát Diệu Vương. Còn ở trên cái thế giới sanh diệt này thì ta khó bao giờ thấy được. Cho nên chúng sanh ở thế giới Ta Bà này thì ít có cảm được Bồ Tát Diệu Vương. Do đó mà tôn tượng của ngài đó, ta thấy từ ở trong chùa cho đến tư gia ít có ai mà thờ Bồ Tát Diệu Vương. Cái vị Bồ Tát thứ hai nữa đó, đây cũng khó này, là Bồ Tát Diệu Âm. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm á, thì ngài cũng không ở cái thế giới này, mà ngài ở một cái thế giới Phật ở bên phương Đông á, cách cái thế giới ta thì thật là xa. Ngài ở cách ta thật xa. Cái xa này nó là gì? Nó xa về cái tâm. Tại vì ở trong Phật giáo chúng ta nữa, thì thường chúng ta ít có nói là cái khoảng cách về không gian. Nhưng mà cái khoảng cách của chúng ta đây đó là chủ yếu là cách cái tâm. Cái tâm của chúng sanh ở thế giới này và cái thế giới của ngài Diệu Âm đó, nó xa lắm. Hai cái tâm này nó không giống nhau. Nhưng mà những người đó mà có một cái tâm nó tương ưng đó, thì lúc bây giờ nó cầu có tới được. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cái thế giới Ta Bà này, mà Đức Phật Thích Ca đó thì lại có quan hệ được với cái thế giới của Bồ Tát Diệu Âm. Thế nên có quan hệ với thế giới Bồ Tát Diệu Âm. Đây là Phật. Thì ta biết cái người mà tu thành Phật rồi đó, thì nó khác với cái người trần thế chúng ta nhiều lắm. Thành cái vị mà đi xuất gia tu thực rồi đó,
thì cái tâm của họ cũng không còn vướng vào trần thế nữa. Không chỉ là cái người mà đã quét sạch hết phiền não trần lao để thành Phật rồi đó, thì gần như là ở trong tâm nó hoàn toàn sạch sáng. Cho nên cái tâm đó với cái tâm của thế giới thanh tịnh chư Phật nó thông nhau thành một thế giới. Vì vậy đó mà Đức Phật mời bất cứ một vị Phật nào hay là gọi bất cứ một vị Bồ Tát nào thì các ngài đều tới được hết. Tức là tới trong cái thế giới thanh tịnh của Phật. Nên mặc dù ngài tới với Đức Phật ở tại thế giới này mà chúng ta cũng không thấy được các ngài nữa. Ta không thấy được các vị Bồ Tát. Tại các vị Bồ Tát này với Đức Phật là chung thành một cõi. Cho nên các ngài tới, các ngài nghe pháp, các ngài hộ pháp của Đức Phật, nhưng mà ta chỉ thấy Đức Phật Thích Ca chứ ta không thấy các vị Bồ Tát kia. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta thấy có đến 80.000 vị Bồ Tát xuất hiện rồi. Mới vô đầu kinh đã có tới 80.000 vị Bồ Tát xuất hiện rồi. Nhưng mà 80.000 vị Bồ Tát này thì chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta chỉ có thấy được các vị thinh văn thôi. Các vị thinh văn tức là các vị mà đi theo Đức Phật tu hành thì chúng ta thấy được. Còn các cái vị kia là gọi là vô hình, cho nên ta không thấy. Mà các cái vị Bồ Tát vô hình thì dù họ có tới bao nhiêu người đi nữa nó không có chán chỗ. Tại nó là vô hình. Cho nên vô hình thì nó có một cái nó đang xen với nhau ấy, mà nó không có chán chỗ nào hết. Thế nên ở đây ngày nay chúng ta có một cái ta học được cái kỹ thuật số, người ta biết thế này. Cái kỹ thuật số này nó có cái đặc biệt là chỉ ở trong một cái hạt điện tử nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể chứa được vô số hình ảnh đây này. Đây là cái điều kỳ diệu để mà chúng ta hình dung ra cái thế giới của chư Phật. Nên Đức Phật nó dù có bao nhiêu Bồ Tát đi nữa cũng có thể ở trong một vi trần. Thế nên thời Đức Phật mà ngài đã thuyết minh như vậy thì chúng ta không thể nào ta hiểu được. Thế nên bây giờ là chúng ta nhờ có một cái kỹ thuật số này mà ta hình dung ra được. Thế nên dù có 100.000 muôn ức Bồ Tát nữa cũng có thể ở trong một cái hạt bụi thôi. Cho nên ta mới thấy được ở trong cái phẩm Phổ Hiền, ta mới thấy được đó là trong các cực vi đầu sở đông. Cực vi tức là cực nhỏ, cực nhỏ, nhỏ như là cái đầu sở đông vậy đó. Đầu sở đông thì cái đầu nhỏ trên đó, có thể là chúng ta rất khó thấy, nhỏ như vậy đó. Nhưng mà trong cái cực vi đầu sở lông nó nhỏ như vậy đó, một hạt bụi nhỏ như vậy đó, mà ở trong đó nó đều xuất hiện được đầy đủ ba đời các Đức Phật. Thế nên ba đời các Đức Phật, quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Mà mỗi một Phật như vậy đó thì lại có vô số Bồ Tát thị tùng. Thế nên khi chúng ta đọc tới Kinh Hoa Nghiêm ta không hiểu nổi là gì. Bảo là các cái hàng thinh văn đó, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, làm sao mà hiểu được cái này? Thế có mắt là để chúng ta thấy vật chất, chứ chúng ta đâu thấy vô hình được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thành ra khi mà tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm rồi, tôi đem đối chiếu với cái văn minh khoa học ngày nay, tôi mới thấy cái lạ. Cái thời Đức Phật mà ngài nói như vậy đó, thì chắc chắn không ai hiểu và không ai tin là chuyện này đúng quá rồi. Nhưng bây giờ nữa thì ta nhờ cái ánh sáng khoa học cho nên ta có thể hiểu được và có thể tin được một phần. Còn nhiều cái nữa mà ta chưa khám phá tới thì ta khó hiểu, khó tin. Cho nên lúc bây giờ đó mà Đức Phật nó là muốn thấy Diệu Âm Bồ Tát thì sao? Là phải nhờ Phật Đa Bảo. Cho nên nhờ Phật Đa Bảo làm cho Bồ Tát Diệu Âm hiện ra. Không có Phật Đa Bảo thì không, Bồ Tát Diệu Âm không hiện ra. Cái thứ hai đó mà muốn thỉnh Diệu Âm Bồ Tát tới đó, thì cái trường hợp đó, nó đòi hỏi hai cái điều mà chúng ta không bao giờ có được. Cái điều thứ nhất đó, là cái đức hạnh phải vẹn toàn. Cái con người đó, đức hạnh vẹn toàn đó,
Thì đây sự thật là chỉ có Đức Phật thôi. Nên là các hàng thánh chúng, các hàng Bồ Tát mà chưa trọn, các hàng Bồ Tát mà chưa trọn, tại vì chưa hiện đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì cái này đức không trọn. Tức là chúng ta cũng có một phần đức, cũng có một phần hạnh, cũng có một phần phước, nhưng mà một phần thôi chứ không phải trọn. Bây giờ ở đây tất cả trong chúng hội đạo tràng đây nên tất cả chúng ta ai cũng có một phần phước, cũng có một phần đức, cho nên cũng có cái phần rất dễ thương mà cũng có cái phần khó chấp nhận. Đây là sự thật của ta. Còn Đức Phật cứ mới vẹn toàn. Mà khi dùng cái đức hạnh vẹn toàn này đó, thỉnh Ngài Diệu Âm Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ Ngài mới có thể tới được. Chứ còn cái người mà đức hạnh còn khiếm khuyết đó, thì cái trường hợp này Ngài không tới đâu. Thành ra chúng ta có cầu Ngài, Ngài cũng tới. Nhưng mà khi đức hạnh vẹn toàn không chưa đủ, tức là chúng ta phải có một cái trí tuệ, cái trí tuệ mà tuyệt vời cơ. Tức là phải Ngài nói ta hiểu được, ta phải hiểu được thì lúc bây giờ đó ta mời Ngài, Ngài mới tới. Cho nên cái này đó, kinh nghiệm tôi thấy trên thực tế này đó, nếu mà chúng ta muốn mời một nhà bác học đó, nhờ mời một nhà bác học tới nói chuyện thôi, thì cái trường hợp đó không phải là dễ mời. Mời tới một cái chỗ nào đó mà cái thính chúng này, cái người nghe này nè, tức là phải hiểu được, hiểu được cái của ông muốn nói để trình bày mình chứ. Chứ còn bây giờ đó, ông biết là cái hiểu của ông á không thể nào trình bày cho mọi người này nghe được hết. Dù ta có tới, chúng ta thỉnh Ngài, chúng ta có bỏ ra bao nhiêu tiền để mà ta rước Ngài, Ngài cũng tới. Tại vì có tới nữa thì Ngài thấy, có nói mình cũng không nghe được, cũng không biết được. Cho nên đó, thôi cái này Ngài cũng không tới. Vì vậy đó, mà ở thế giới Ta Bà này duy nhất có một mình Đức Phật Thích Ca thỉnh Ngài Diệu Âm Bồ Tát đó, thì Ngài mới tới. Mà khi Ngài tới đây rồi đó, thì Ngài chỉ xuất hiện bằng hoa sen thôi, chứ chưa có xuất hiện làm Bồ Tát thì. Bây giờ phải nhờ đến Phật Đa Bảo. Nhờ đến Phật Đa Bảo thì lúc bây giờ đó, Ngài Diệu Âm mới hiện ra cho đại chúng thấy. Cho nên cái chỗ này nó đòi hỏi, nó đòi hỏi cái đỉnh cao của nó đó, là cái trường hợp phải thể hiện cho được cái chân lý trong cuộc sống này. Mà cái chân lý tuyệt đối này đó, thì giữa quá khứ và hiện tại này nó là một. Phật Đa Bảo tiêu biểu cho quá khứ, mà Phật Thích Ca tiêu biểu cho hiện tại. Cái chân lý thì cái trường hợp muôn đời cũng thay đổi này, chứ còn ở cái phương tiện thì thay đổi từng lúc, nó thay đổi từng lúc. Thời kỳ này nó khác, nhưng mà thời kỳ khác nó lại khác nữa. Nó thay đổi theo theo cái nhịp mà tiến hóa của con người. Còn cái chân lý tuyệt đối này thì bảo rằng thời Đức Phật Đa Bảo cũng là như thế, mà thời Đức Phật Thích Ca cũng là như thế. Hai Đức Phật này nữa, cái hiểu biết giống nhau. Cái chân lý nó là một, là có nghĩa gì vậy? Thì cái trường hợp này nữa, phải có hai Đức Phật này xuất hiện thì lúc bây giờ đó, Diệu Âm Bồ Tát mới tới. Cho nên thôi bây giờ chúng ta có cầu Ngài thì Ngài cũng không tới. Thì ta biết vậy thôi, ta biết thôi. Nhưng mà còn hai vị Bồ Tát kia đó, thì cái trường hợp này ta thấy có tới. Có tới cho nên ta mới thấy là tôn tượng của Ngài có thờ. Tại chỗ này nó có cảm có ứng là chuyện này chuyện bình thường thôi. Tại vì Ngài có tới thế giới Ta Bà này, cho nên chúng sanh thế giới này có nhân duyên với Ngài, do đó mà mới có một cái kính ngưỡng Ngài, và mới có tạc lên tôn tượng của Ngài mà thờ. Thì giữa các Ngài và ta có quan hệ. Đó là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Phổ Hiền ấy, thì cái trường hợp có nhân duyên đặc biệt với chúng sanh ở thế giới này. Thì Bồ Tát Phổ Hiền là sao? Tại vì Bồ Tát Phổ Hiền đó là có một cái nguyện, sau khi Đức Phật diệt độ rồi, nếu ai mà tu theo kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ hộ trì. Tại Ngài có cái nguyện này.
Cho nên ai mà tu theo kinh Pháp Hoa là người ta đều thờ tượng Phổ Hiền, người ta thờ Bồ Tát Phổ Hiền. Tại vì Ngài có cái nguyện mà hộ trì cho người tu kinh Pháp Hoa, cho nên người tu Pháp Hoa là người ta đều thờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là dứt khoát. Thì ở trong ba cái trường hợp này mà chúng ta tu đi, cho nên là chúng ta thờ Ngài Phổ Hiền để khai thị chúng ta. Trên cái bước đường tu nữa, nó có mấy cái việc mà trở ngại chúng ta phải, ta cần tới Ngài. Cái việc thứ nhất á, là cái chúng ma nhiễu hại. Trên bước đường tu này của chúng ta đó, mà thờ mạt pháp, tức là không có Phật đây, thì ma nó quấy nhiễu. Cho nên chúng ta muốn tu chúng ta khó, ta gọi là nội chướng ngoại ma. Tại vì trong lòng chúng ta thì không an ổn rồi, cho nên ở bên ngoài đó thì hoàn cảnh khó khăn. Trên bước đường tu đó thường thường ai cũng gặp cái này. Thành ra tôi thì cái trường hợp này, suốt một cái khoảng thời gian dài tu theo kinh Pháp Hoa là tôi thường gặp cái chuyện này. Tôi gọi đó là ma. Nội chướng ngoại ma, hai bên nó kết hợp với nhau mà nó quấy nhiễu mình, cho nên mình tu không được. Thì cái nội chướng này đó, tức là nghiệp của mình, nó thuộc về nghiệp phiền não. Tam chướng này nghiệp của mình trở ngại cho mình phiền não. Thì như vậy đó, cái nghiệp của mình đó, là thường là gì? Ở trong tâm mình đó, nó có ba cái nghiệp mà ở trong tâm mình gọi là ý nghiệp đó: tham, giận và ngu si. Ngu si hay là mê lầm này. Thành ra cái này là ba cái việc mà ta thường gặp luôn. Cho nên khi mà ta muốn làm một cái việc gì đó đó, mà ta nhận thức đúng và ta làm không sai đó, thì cái này là tốt, nhưng mà ít bao giờ ta làm. Cái nhận thức chúng ta thường thường sai lầm. Thì trên bước đường tu tôi nữa, tôi hay có nhiều cái trường hợp như vậy. Thành ra cái suy nghĩ, cái tính toán của mình đó, nó không bao giờ đúng hết. Mà nếu hãy mỗi một lần không đúng như vậy đó, thì coi như là mất một kiếp của mình rồi. Tại mỗi một lần mình làm sai đó, thì mình thất bại rồi đó, thì mất uy tín rồi, thì dựng trở lại không phải chuyện dễ đâu. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, không phải dễ làm thí nghiệm như vậy đâu. Hư rồi một cái là tu lại không được. Cho nên cái quyết định sai lầm ở trên cuộc đời này đó, ta gọi là si mê đó. Cái nghiệp vì si mê này là cái này rất nguy hiểm. Vì vậy đó mà tôi luôn luôn lúc nào cũng cầu Phổ Hiền Bồ Tát gia vị tới, để cho cái quyết định của tôi không sai lầm. Đây là cái việc mà quan trọng, cái trăn trở nhất ở trong cuộc sống. Tu sai lầm thì cái này là nguy hại cho mình rồi. Mà bây giờ đi giảng dạy sai lầm đó, thì cái này hại cho nhiều người. Mà lãnh đạo sai lầm đó, thì cái này càng nguy hiểm hơn nữa. Thành ra tu sai lầm là có mình đọa thôi. Nhưng mà khi mình giảng dạy cho người khác, họ tin mình, họ theo, họ tu sai đi, họ thọ quả báo đó. Cái trường hợp này gánh vác không nổi, cho nên đọa. Rồi đó, thêm một cái nữa đó, mình lãnh đạo mà sai lầm cái nữa đó, thì cái trường hợp này hết cả một đồ chúng phải chịu nữa. Cho nên nguy hiểm vô cùng. Trên bước đường tu của tôi là tôi luôn trăn trở. Mỗi khi quyết định một việc gì đó, tôi rất ngại. Ngại cái chuyện sai lầm của mình. Cho nên thường là tôi hay tụng kinh Pháp Hoa, đọc đi đọc lại nhiều lần. Rồi lúc bây giờ tôi mới ngồi yên, tôi mới nghĩ tới Phổ Hiền Bồ Tát. Tôi mới nghĩ tới Phổ Hiền Bồ Tát theo cái hạnh nguyện của Ngài. Nhưng mà nhờ như vậy đó, thì trong cái lúc đó nó tự nhiên trong lúc tôi nghĩ tới Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì tôi lại thấy cái quyết định mình sai rồi. Tức là nhận ra được sai trong lúc mình tu. Nên dùng cái trí của mình để mà phân biệt, để mà quyết đoán. Tôi nói chỉ đúng vào khoảng được 50-60% là tốt rồi. 50-60% đúng là tốt rồi. Cái này không đáng tin cậy. Mà Đức Phật gọi là cái quyết đoán của mình như vậy đó, nó thuộc về thức. Cái thức tức là nhận thức. Mà nhận thức đó là có thấp có cao khác nhau.
Cho nên cái cao nhất này đó là được 5-6%. Mà bây giờ đó muốn đúng thì sao? Đức Phật nó là phải nhờ nhiều người. Cho nên mình quyết là 50%, 60%, nhưng mà nhờ đại chúng, nhờ đại chúng góp ý vô đó thì nó làm cho sáng thêm lên, thì có thể lên tới 70-80%, thì như vậy có thể thi hành được. Cho nên cái thấp nhất mà cái quyết định này là thường nhờ cái kiến thức của đại chúng. Khi mà tôi quyết định làm cái gì rồi thì thường thường tôi hay đưa ra xin ý kiến chung. Đây ta thường gọi là tập thể lãnh đạo. Tập thể lãnh đạo. Mà thực ra thì Đức Phật dạy là do tăng quyết định. Tăng cũng có nghĩa là tập thể. Cái chữ tăng này đó, là Đức Phật đó là từ 4 người trở lên thì gọi là tăng, chứ không được quyết định một người. Ít nhất đó, thì quyết định một cái điều gì đó thì cũng phải có 4 người trở lên đồng tình thì chúng ta mới có thể làm được. Mà càng đông người đồng tình thì cái chuyện này chắc chắn là tốt. Cái này gọi là con mắt của tăng, của đại chúng. Cái ý quyết định chung, cái này tập thể. Nhưng mà cái ý quyết định chung này nữa, tại vì sự thật ra thì cũng không bảo đảm đúng đâu. Mình lấy cái túc số đa số này nữa để mà quyết định nữa, thì cái trường hợp này nữa tôi cũng cho đúng vào khoảng độ 70-80% thôi. Lên tới 70-80% là tốt. Nhưng mà ở trong cái đại chúng mà quyết định á, thì quý vị thấy sao? Nó còn gặp phải cái này nữa. Là cái trình độ, cái trình độ mà nhận thức á. Nếu mà đại chúng cái trình độ nhận thức này không cao á, mà nói tới đại chúng á, thì cái trường hợp khó có một cái nhận thức cao. Nhưng mà tại sao ta chấp nhận được? Đức Phật dạy chúng ta chấp nhận cái đại chúng quyết định này là tại sao? Là tại vì số đông quyết định, số đông chấp nhận thì cái việc này có thể làm được, chứ không phải là chân lý đâu. Cho nên sử dụng cái này ta gọi là phương tiện huệ, chứ không phải là, không phải là Phật huệ. Đây là cái phương tiện huệ. Tại vì cái này nó hoàn toàn không đúng. Nó hoàn toàn đúng. Nhưng mà vì tất cả người ta đồng tình cái này thì cái này đã coi như là cái chân lý trong cuộc đời này, cuộc sống này, gọi là phương tiện. Cái này không đúng. Nó không đúng mà tại vì tất cả đều chấp nhận như vậy thì ta không thể làm khác hơn được. Đây là cái việc quan trọng. Không phải là chân lý, chân lý tuyệt đối kia, nhưng mà là chân lý của cuộc sống. Chân lý cuộc sống thôi. Mà Đức Phật gọi đây là phương tiện. Tại phương tiện, tại vì đại chúng muốn như vậy, mà ta làm khác hơn thì không ai theo ta đâu. Dù ta đúng đi nữa nhưng mà mọi người không theo. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là chúng ta lên càng cao á, mà càng cao đó thì càng ít có bạn. Ít có bạn. Đây là trên lên. Khi mà ta tu rồi ta lên càng cao đó thì cái nhận thức của chúng ta nó càng xa rời quần chúng lần đi. Cái hiểu biết cao á, thì cái trường hợp này không phải là phổ thông. Tại vì thực tế đó, cái xã hội nào cũng vậy. Tức là quần chúng á, người ta tính vào khoảng độ 80%. 80% là quần chúng. Nhưng mà cái thượng tầng tri thức á, nhiều lắm á, chừng 5%, 10%. Ta gọi là cái đỉnh. Cái thượng tầng á, rất đỉnh. Cho nên ở đây chúng ta lên càng cao thì cái trường hợp á, cái nhận thức của chúng ta nó càng bị cô lập hơn, không cần quần chúng đâu. Đây là cái sự thật mà chúng ta biết là như vậy. Nhưng mà ta phải lấy cái quần chúng, ý kiến chung người ta làm, chứ ta không có theo cái ý kiến riêng của mình được. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, ta thấy như thế này, quần chúng thấy như thế này, và thêm một cái nữa đó là ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta hỏi Ngài Phổ Hiền, ta hỏi Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đây tôi thấy như thế này mà quần chúng nó như thế này, bây giờ làm sao? Thành ra Phổ Hiền Bồ Tát dạy, nếu dạy cho ta. Đây là cái điều mà rất quan trọng trong lúc mà ai tu theo kinh Pháp. Bây giờ ta theo quần chúng có nên không? Hay là ta giữ cái lập trường của mình? Đây rất là khó trong lúc mà ta kết hợp. Thì như vậy đó, tôi không tự quyết đoán được. Tôi không tự quyết đoán được thì lúc bây giờ tôi mới trở lại trong cái trạng thái yên tĩnh của mình.
để mà tạo cái độ cảm giữa mình với Bồ Tát. Thì cái lúc đó nếu mình thấy Bồ Tát Phổ Hiền tự nhiên nhắc mình, hay là tự nhiên ở trong lòng mình nó nghĩ ra một điều, tên là trong lòng mình nghĩ ra hay là Bồ Tát nhắc mình, cái này tôi coi là một. Bồ Tát nhắc mình tôi coi là một nhé. Tự nhiên ở trong lòng mình nó sáng lên, thì lúc bây giờ ta biết sao, tức là Bồ Tát này ở trong thế giới thanh tịnh cùng với cái trạng thái tâm thanh tịnh chúng ta, cho nên hai cái này tương ưng, nó tương ưng ngang qua tâm, cho nên tâm bừng sáng lên, dục chúng ta phát hiện ra một cái điều lạ. Trên bước đường tu tôi nữa, tôi hay có những cái bất ngờ như vậy, bất ngờ, cho nên đây gọi là bất giác. Thành ra bất giác, mà Hòa Thượng Trí Tịnh thì nói một cái khác, tức là trực giác. Tôi thấy đều giống nhau hết. Tự nhiên cái trực giác cho mình biết như vậy, hay tự nhiên bất giác mình không có suy nghĩ gì hết, mà tự nhiên nó sáng lên trong lòng mình, tự nhiên giải đáp được. Cái này đó là cái trường hợp khi cầu Phổ Hiền Bồ Tát gia vị tới để tháo gỡ. Hay là bất chợt có một người bạn nào đó tới thăm mình trong lúc mà mình đang lưỡng lự trong việc này nữa. Thành cái người này dục gợi một cái ý gì đó làm cho mình tự sáng ra. Trên cái bước đường tu của tôi đó, tôi hay gặp ba trường hợp. Ba cái trường hợp này xảy ra, mà tôi tin đó, là đây là Phổ Hiền lực. Cho nên Phổ Hiền hiện thân ra làm một người bạn tri thức tới đúng cái lúc đó để mà khai thị cho ta. Khai thị bằng cách gì? Gợi một cái ý nào đó, dục chúng ta sáng lên, chúng ta giải quyết được. Đó là việc ở trong cái trạng thái yên tĩnh của tâm, tự nhiên tâm của mình dục lóe lên một tia sáng mà mình tự giải quyết được công việc. Đây là trên bước đường tu của tôi, thì tôi nhận ra chỗ này, cho nên tôi nói Bồ Tát Phổ Hiền gia vị. Tại vì tôi thường trì tụng Kinh Pháp Hoa và tu theo cái hạnh Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa, cho nên có một cái độ cảm với Bồ Tát Phổ Hiền. Mà nhờ như vậy đó, để khai thị chúng ta thấy, phá được cái màn vô minh chúng ta đi, cái si ám của chúng ta, cái sai lầm của chúng ta đây, mà dục cho chúng ta lại cái thấy đúng, để chúng ta có một cái quyết đoán mà không sai. Đó là cái việc mà quan trọng nhất khi tu theo Kinh Pháp Hoa tôi nhận được. Cái việc thứ hai nữa ở đây là gì? Chướng duyên, nội chướng ngoại chướng này. Tức là từ ở trong lòng của mình với hoàn cảnh ở ngoài của mình, nó làm cho mình rối này, nó làm cho mình không thanh tịnh. Thành ra cái này tu theo Kinh Pháp Hoa tôi bỏ hết. Tôi thấy tâm của mình rối thì chẳng làm nên cái trò gì đâu, hoàn cảnh bên ngoài như thế thì cũng không làm được gì đâu, bỏ hết. Cái chuyện bên ngoài mình bỏ, cái chuyện bên trong mình không cần suy nghĩ nữa, để cho nó thoáng, nó hoàn toàn trống. Mà khi nó hoàn toàn trống như vậy đó, cái trạng thái tâm của mình hoàn toàn trống vắng, yên tĩnh, thì nó lại có một cái điều rất lạ. Hồi nãy mình tưởng như là cái việc này khó vô cùng, không thể làm được, nhưng bây giờ mình thả nó đi, mình không làm gì hết, thì lại bây giờ nữa, công chuyện nó tự hóa giải. Cái công chuyện nó tự hóa giải thôi. Cho nên trên cuộc đời tu tôi, nó phần lớn tôi không có giải quyết, mà tôi nói cái này là Phật giải quyết. Cái chuyện này để cho Phật giải quyết, tôi không giải quyết. Mà thật ra tôi nghĩ cái này là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên có những cái người đó, họ chống mình hết sức, nhưng mà dục mình không quan tâm tới chuyện này nữa. Rồi đó, bây giờ họ chẳng những không chống, mà họ trở lại họ thân thiện với mình, họ hợp tác, họ giúp đỡ mình, thế là sao? Cho nên là nó ứng vào trong đó, nó cái người tu theo Kinh Pháp Hoa mà gặp chúng ma thường đến nhiễu hại nó, thì Bồ Tát Phổ Hiền giữ ma lại và làm cho ma phát tâm mà hộ trì người tu. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên có nhiều người trước đây đó không có tốt với tôi, nhưng mà tôi không buồn quan tâm tới chuyện này đâu. Tôi cứ nghĩ tới cái chuyện tu hành của mình là chính. Rồi một lúc sau đó, cái người này chẳng những lại là không chống phá mình nữa, mà trở thành người tốt. Hay là cái trường hợp đó, cái chống phá của họ đó, nhưng mà nó không trở hại cho mình, mà nó lại giúp cho mình lại.
lại thăng hoa. Đây là cái điều kỳ diệu. Cho nên tôi mới thấy được trên bước đường tu mình mà những cái chống phá của người khác đó, cái này rất cần cho mình. Nó cần bằng cách nào đây? Tại vì có những người chống phá mình, hay nói một cách khác đó, có những người mà vạch lá tìm sâu, tìm cái lỗi lầm của mình đó. Cho nên mình không phát hiện được mà nhờ người khác phát hiện. Cho nên mình tự điều chỉnh, mình tu thì mình tốt. Nếu mình không tu thì mình nghĩ những người này họ phá mình, họ hại mình. Nhưng mà khi mình biết tu rồi nữa thì mình nói là họ tìm giùm mình. Tại vì cái lỗi của mình khó thấy. Cho nên nhờ người khác họ thấy, họ thấy mà chỉ cho mình. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó mình lại cảm ơn cái người, cái người mà nói lỗi của mình, chứ mình không có thấy buồn mà thấy giận. Đây là một cái điều thứ nhất mà tôi cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là sao? Nếu là mình tốt thực sự mà có những người đó chống phá mình, mà mình ẩn nhẫn tu hành ở trong chánh pháp Đức Phật đó, thì lúc bây giờ tất cả những cái người mà bàng quan thiên hạ này, họ nhìn vô, họ nhìn vô họ thấy mình là người tốt, mình là người tu. Còn cái người mà chống phá mình hay là chỉ trích mình đó, là cái người này không tốt. Đây là trên cái bước đường tu. Nếu quý vị suy nghĩ kỹ rồi mình thấy. Thành ra Phổ Hiền Bồ Tát á, trong này nói rõ là giữ ma lại và làm cho ma phát tâm. Mà cái kinh nghiệm tu của tôi á, thì tôi thấy cái này có thiệt. Có những người chống phá ta trước, rồi sau này họ trở thành thân thiện với ta hơn. Nếu mà chúng ta tu thiệt, chúng ta tốt thiệt. Tôi nhớ khi mà tôi đọc cái sử nhà Trần. Nhà Trần, hay là biết có một vua nào nhà Trần, Trần Thái Tông hay là Trần Nhân Tông gì đó, mà lúc bây giờ khi mà thắng trận rồi đã ăn mừng thì nhân cái lúc mà đèn tắt hết đó, có một cái ông tướng, ông mới ôm một cái bà phi của ông vua. Bà phi nó giật được đứt cái sợi dây của cái mão của ông quan này. Thành ra bây giờ nữa ông bà này mới nói với ông vua nữa, nói là có ông quan này sàm sỡ giật được cái quai mão, cho nên bây giờ đốt đèn lên để kiếm có ông nào nó bắt thì tội. Thành ông vua lúc đó đó ông mới nghĩ bữa nay là ngày vui, cho nên đó, tất cả các quan mà ai cùng vui với trẫm á thì phải giựt đứt quai mão hết. Mấy ông kia, mấy ông quan giựt đứt hết rồi bỏ. Đây là một cái con người rất đặc biệt, không có ý mà buộc tội người kia, và cũng không muốn biết cái người kia là ai nữa. Đây là cái điều mà rất là quan trọng. Nhưng mà sau này nữa là giặc Nguyên trở lại lần thứ hai nữa đó, thì vua rơi vào trong cái hoàn cảnh mà rất nguy hiểm, có thể thập tử nhất sanh ấy, thì chính cái ông tướng này liều mình cứu được. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta thấy có cái rất là đặc biệt. Cái điều quan trọng nhất đây đó, là sợ chúng ta không tốt thiệt, sợ trong lòng chúng ta còn những cái ý niệm xấu mà nó ẩn ở bên trong ấy, cho nên cái quả sẽ tới. Mà trong lòng chúng ta tốt thật, thương người thật, tu theo kinh Pháp Hoa thì chắc chắn đó, cái quả nó phải tốt thôi. Cho nên là biến cái người xấu trở thành người tốt, người thù trở thành người thân. Cho nên tôi cầu nguyện Phổ Hiền Bồ Tát là dưới hai cái dạng tôi vừa nói. Vì vậy mà tôi thấy tu theo kinh Pháp Hoa là tin ở Phổ Hiền Bồ Tát, và nhờ cái lực đó gia bị chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được một số việc quan trọng của Đức Phật ở trên cuộc đời này. Đây là nhờ cái lực Phổ Hiền. Hay nói một cách khác đi, là trong cái đời tu của tôi đấy mà vượt qua được hết tất cả các cái chướng duyên đó, thì cũng nhờ Phổ Hiền lực. Đó là cái điều mà tôi tin chắc như vậy. Là vị Bồ Tát này nếu ai tu Pháp Hoa thì cũng lại phải gần gũi. Một vị khác nữa là Bồ Tát Quan Âm. Tên Bồ Tát Quan Âm thì gần như là ở đâu người ta cũng thờ.
Bồ Tát Quan Âm thì ở nước nào theo đạo Phật người ta cũng đều thờ cái tôn tượng Bồ Tát. Thì Bồ Tát Quan Âm nó lại khác hơn Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền thì ở bên nước phương Đông xa, nhưng mà ai tu theo kinh Pháp Hoa đó cầu thì ngày mới tới, còn không thì ngày không tới. Còn Bồ Tát Quan Âm thì có một cái đặc biệt, ai tu cầu ngày ngày cũng tới, mà ai không tu cầu ngày ngày cũng tới. Đây là cái điều đặc biệt của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm thì được người ta thờ nhiều. Nên Bồ Tát Phổ Hiền thì chỉ có người tu theo kinh Pháp Hoa người ta thờ thôi. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì người ta tu mật tông ta cũng thờ, người ta tu thiền ta cũng thờ, người ta tu tịnh độ ta cũng thờ. Thậm chí những người ở ngoài đời nó không tu theo pháp môn nào ta cũng đem Bồ Tát Quan Âm về ta thờ, ta cầu. Đây là trên bước đường tu. Tại vì cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm rộng quá. Cái nguyện rộng á. Cho nên cái nguyện của Ngài là sao? Ở Ta Bà và vào địa phủ. Ở Ta Bà vào địa phủ, tức là Bồ Tát Quan Âm đó là nguyện ở ngay thế giới Ta Bà và thường vào trong địa phủ, địa ngục. Cho nên chỗ nào mà đau khổ nhất thì chỗ đó Bồ Tát Quan Âm xuất hiện. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên cái người nào mà trong hoàn cảnh đau khổ nhất, cái tâm mà đau khổ nhất, tuyệt vọng á, thì trong lúc đó nếu mà chúng ta có nhân duyên với Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta liền khởi lên kỷ niệm về Ngài, tin tưởng và cầu nguyện Ngài đó, thì Ngài cũng có thể xuất hiện được. Xuất hiện được với nhiều cái dạng hình khác nhau lắm. Cho nên mới xuất hiện với 32 cái ứng hóa thân, chứ không phải là một hình. Trong 32 cái ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Âm ấy, thì trong lúc đó chúng ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm ấy, ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm cũng có thể xuất hiện làm đàn ông, cũng có thể xuất hiện làm đàn bà, cũng có thể xuất hiện làm trẻ con, cũng có thể xuất hiện làm thiên thần, thiên tướng. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên trong cái phẩm Phổ Môn này, Đức Phật nói rõ Bồ Tát Quan Âm xuất hiện đủ các loại. Cái đối tác của chúng ta là gì thì Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện vào trong cái đối tác đó. Nếu khi chúng ta nghĩ, ta nghĩ thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện vào trong cái đối tác đó, mà họ có thể cứu giúp chúng ta, hay họ có thể thay đổi cái thái độ mà xử sự chúng ta. Cho nên bây giờ nó có những cái người mà ở trong cái gia đình họ bất hòa, gia đình bất hòa thôi, mà cái người chồng trở thành hung dữ, đưa tay lên sẵn sàng đánh, đánh cái người vợ. Nhưng mà cái bà vợ này đó, bà dục nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm ấy, tự nhiên thôi ông hạ tay xuống. Thay vì ông đánh một cái chết liền, nhưng mà thôi ông không đánh nữa, ông lấy tay ông vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Cái này có, cái này trên. Thì lúc bây giờ sao? Tại vì cái bà này niệm Quan Âm, cho nên cái ông chồng hung dữ này đó dục biến thành Bồ Tát Quan Âm, biến thành ra cái người hiền. Mà trên cuộc đời này đó, nếu mà quý vị tu thì nhận thấy. Còn trong cái lúc đó nếu mà ông sơ sẵn ông đánh á, mà mấy bà dục la lên biểu đánh đi, đánh chết đi phải không, thì ông làm liền, đưa đầu vô bị ông đánh, ông giọng cái chết luôn. Tại vì á, khi mà chúng ta cũng sân si lên hai bên gây nhau thì cái trường hợp như. Nhưng mà trong cái lúc cái bà này dục nhớ tới Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên cái con người mình nó trở thành hiền lành, nó dễ thương, mà cái hình ảnh nó hiện ra khác với cái hình ảnh mà ông thấy ban đầu. Tại hồi nãy ông thấy ông muốn đánh là tại sao? Ông thấy cái bà này mọc sừng mọc nanh ra, phải không? Giống chằn, giống tinh, cho nên ông mới đánh. Nhưng mà bây giờ cái bà này dục niệm Quan Âm, tức là niệm Quan Âm ở trong lòng, cho nên cái tướng hiện lành của Bồ Tát hiện ra, cho nên thay đổi. Đây là trên cái bước đường tu đó, tôi nhận thấy là rõ. Tại vì người ta nói với tôi cái điều đó, nhưng mà tôi suy nghĩ rồi nữa, tôi thấy cái này đúng. Tại hồi nãy bà gây với ông, bà gây với ông thì ông cung tay ông đánh là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ đó, ông sẵn sàng đánh, bà nhớ tới Quan Âm, bà niệm đi, thì tự nhiên bà hiện ra Quan Âm. Cho nên hiện ra cái tướng hiền lành của Bồ Tát Quan Âm, thì làm cho cái tâm của ông này nó cũng dục thay đổi đi, tất cả những cái này biến mất. Cho nên
Thế khi hai bên mà lâm trận đánh nhau đó, mà lúc bây giờ đó niệm Quan Âm đó, cái này thay đổi. Này Đức Phật nói rõ như vậy. Nếu mà hai bên mà cùng giận nhau á, đánh nhau và giết nhau thì cái trường hợp này làm được. Nhưng mà một bên niệm Quan Âm tức là thay đổi đi, cái bên này thay đổi, bên kia không thay đổi, từ cái chỗ đối đầu đổi thành ra đối thoại. Mà đối thoại có nghĩa là hiểu được lòng nhau và chấp nhận được nhau. Nhờ cái gì? Nhờ cái niệm Quan Âm, nhờ cái tâm đại bi của Bồ Tát Quan Âm mà làm cho có một cái sự thay đổi. Đấy. Cho nên Bồ Tát Quan Âm xuất hiện trên cuộc đời này nữa, ở thế giới Ta Bà này, là vì Ngài có nguyện. Cho nên ở bất cứ chỗ nào và bất cứ lúc nào mà chúng ta niệm Quan Âm thì cái trường hợp này chúng ta đều có gặp một cái sự cảm ứng. Vì vậy đó, mà nói về cái cảm ứng của Bồ Tát Quan Âm nó thì rất nhiều. Do đó đó mà ở thế giới Ta Bà này, ở đâu ta cũng thờ Bồ Tát Quan Âm, là cái nghĩa của nó hiện tất cả các loại thân. Cho nên Bồ Tát Quan Âm nó thì đối với chúng ta gần gũi hơn. Trong bốn vị Bồ Tát ở trên này đó, hai vị Bồ Tát trước đó, là ta học cái hạnh của các ngài để ta tu. Hai vị Bồ Tát sau này đó, là ta nhờ cái sự gia bị của các ngài để chúng ta tu. Đó là bốn vị Bồ Tát mà chúng ta đã học được ở trong cái quyển thứ bảy. Thì cái quyển thứ bảy này đó, là do Tổ Huệ Đăng cái khi mà ngài tu đó, ngài mới phát hiện ra. Cho nên ngài khuyên đệ tử của ngài đó, là chuyên tụng quyển thứ bảy của Kinh Pháp Hoa thôi, đừng tụng cái gì khác. Thì Hòa Thượng Quy Nghiêm là thầy của tôi đó, thì học Hòa Thượng là học trò của Tổ Huệ Đăng. Cho nên Hòa Thượng Quy Nghiêm mới nói với tôi đó, là Tổ biểu mình tụng cái quyển thứ bảy thôi, đừng tụng cái khác nữa. Mà khi Hòa Thượng Quy Nghiêm tụng quyển thứ bảy là sao? Tại vì tin lời của thầy Tổ mình dạy mà mình làm, chứ Hòa Thượng cũng không suy nghĩ ở trong đó. Nhưng mà khi Hòa Thượng dạy như vậy đó, thì tôi tụng cái quyển thứ bảy rồi tôi bắt đầu tôi suy nghĩ ra những cái việc. Cho nên ứng dụng cái này vào trong cuộc sống tu của mình là thêm một bước khác. Tức là tin lời Đức Phật dạy và đọc cái lời của Đức Phật dạy đó, thì cái này cũng có cái công đức rồi. Nhưng mà thêm một bước nữa đó, là hiểu được cái nghĩa sâu ở trong kinh và ứng dụng trong cuộc sống tu của mình ấy, thì cái này nó hơn. Mà Tổ Huệ Đăng là trường hợp muốn cho chúng ta hiểu được và tu đúng ở trong chánh pháp được. Đó là Tổ Huệ Đăng. Thì kỳ sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục học tới cái quyển Như Lai Thọ Lượng thứ 16, cái phẩm này tức là cái quyển thứ 5 của Kinh Pháp Hoa. Thì quyển thứ 5 của Kinh Pháp Hoa đó là do ngài Nhật Liên, ngài Nhật Liên Thánh Nhân ngộ được. Và ngài cũng dạy đệ tử của mình là nên tụng một phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 thôi. Còn nếu tụng thêm thì tụng nửa phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 và nửa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17. Là như vậy là đủ rồi, chứ đừng tụng nhiều nữa. Thì kỳ sau chúng ta bắt đầu học qua cái Kinh Pháp Hoa mà với cái chứng ngộ của một vị thánh tăng khác. Tôi xin kết thúc rồi đây. Nguyện